Đời vua Tống Nhân Trung, bao tỉnh phủ khai phong, nổi tiếng lẫy lừng, thiết diện vô tư. Dưới trướng tụ nhiều anh tài, nam hiệp triển chiêu, trí dũng song toàn. Vua ban thượng phương bảo kiếm, tam trảm đao, giải nạn cho dân, phá nhiều quan án. Nội triều ngoại triều, ai cũng biết danh, là quan thanh liêm. Đã đem đến quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Niên thứ 25 mùng 7 tháng 10. Hôm nay đúng là ngày xấu, cho nên mình không thể nào rút cây kiếm ra được. Triển đại ca tới giờ đi làm rồi kìa. Triển đại ca, ra uống sữa đậu nành đi, nếu không Trương Long uống luôn ly của anh đó. Nè, nếu ngươi không ăn hết dầu trái quẩy của ta, ta đâu có cần phải uống sữa đậu nành. Wow, có thiệt không đó? Bộ ông nổi không hay sao? Tôi chết, rút hoài mà rút không ra. Đừng có làm bộ nữa, nếu không lên thang đường bao đại nhân sẽ nổi giận đó. Các người đang nói ta hả? Bao đại nhân. Chúng tôi không phải nói ngài nói chuyện đi ca kìa. Triển bộ đầu, đã đến giờ thăng đường rồi đó. Bao đại nhân đã bắt đầu mở miệng rồi. Đã nói là ăn lộc của vua đó, thì phải lo việc nước. Làm ơn đi. Đã nói là làm cha mẹ của dân, thì phải lo cho nước cho dân. Thăng đường. Thank you.
Bao đại nhân, đã qua hai canh giờ rồi thì chán quá đi. Vậy thì càng tốt. Khai Phong phủ đã hai tháng không có ai tới báo án rồi, thiệt đáng ăn mừng đó. Công tôn huynh, ăn mừng cái gì? Tri phủ của Quý Châu thì áp bức gái nhà lành, tri phủ của Từ Châu thì cướp bóc lương cốc của nông dân. Bao đại nhân, xin ngài phê chuẩn cho Triển Chiêu đi bắt cái bọn này về trị tội. Nè, Quý Châu và Từ Châu đều ở ngoài vòng quản hệt của Khai Phong mà. Bao đại nhân, chúng ta đã biết trước là ông thế nào cũng nói như vậy. Tôi bây giờ tới chỗ của bọn họ, bắt bọn họ về đây đâu. Để coi phủ Khai Phong chúng ta tại sao đồ mà. Tại sao lại không được? Nói đi, tại sao lại không được hả? Không thể làm đây vậy. Cảm miệng. Ê, bà Hương à, đừng có gõ nữa. Bao đại nhân bận rộn lắm, đừng có gõ. Bao đại nhân, tôi biết ổng từ lúc còn nhỏ, để tôi đi kiếm ổng. Chuyện gì mà đánh trống? Ồ, bao đại nhân, tôi biết ông từ nhỏ tới lớn, ông nhất định phải giúp tôi. Hả? Người bà muốn kiếm là bên kia. Bao đại nhân, tôi biết ông từ nhỏ tới lớn, ông nhất định phải giúp tôi. À, là ổng kìa. Bao đại nhân, tôi biết ông từ nhỏ tới lớn, ông nhất định phải giúp tôi. Bà Hương, bà có nỗi quan gì cứ việc nói đi. Ây cha, ông chồng của tôi có bệnh ngoài da rất là nghiêm trọng. Ờ, phải dùng tới da của Tề Giác để nấu thuốc trị cho ổng. Nhưng mà da của Tề Giác thì nó cứng gần chết luôn. Cho nên muốn xin với bao đại nhân, tôi muốn mượn bảo kiếm của Triển hộ vệ. À, bà Hương à, người này mới chính là Triển hộ vệ nè. Ồ, vậy tôi muốn mượn bảo kiếm của Triển hộ vệ đó dùng. Bao đại nhân, làm thiệt hả? Nè bà Hương, bảo kiếm của ông chỉ dùng để... Ây da, bao đại nhân, lâu nay ông vẫn hành thiện để tích đức mà. Có lý nào ông lại mặc kệ chồng của tôi ngứa suốt đời như vậy? Triển bộ đầu, Triển bộ đầu à? Bao đại nhân à. Ê, bây giờ cái vụ án của bà nè, Hương này à... Bà hãy đợi một chút nha. Là một vụ án lớn nhất ở Trồng Phụ. Như vậy nên xử hay là không nên xử đây? Đừng khẩn trương đợi chút. Nên xử. Dương Triều Mã ha. Dạ. Ta hiểu được, tiếc làm phiền ngươi. Đã 10 năm rồi. Ta biết. Hắc ca, ta biết mà. Hắc ca, đã 10 năm rồi. Lúc ban đầu chúng ta ra ngoài hành hiệp trường nghĩa, thiên hạ khắp nơi có đám thổ phỉ nào nghe tên của chúng ta mà không cắm đầu bỏ chạy đây chứ. Nhưng mấy năm nay mình làm được cái gì? Mình đã không làm được điều gì hết. Chúng ta so với khúc gỗ vô tri đâu có gì khác. Có gì phân biệt đây? Có phân biệt chứ. Khai Phong phủ thì cũng giống như gáo nước này. Chúng ta là nước ở trong cái gáo. Thêm vài gáo nước nữa thì không có nhiều, mà ít đi vài gáo thì có sự phân biệt. Ngươi có thấy ấm hơn nhiều hay không? Được rồi, ngoan, ngồi xuống đi hả? Ngồi xuống. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngoan một chút. Còn lựa chọn nào khác không đi? Hết cách rồi. Tắm thì nhất định phải dùng xà bông. Không được thì phải nghĩ cách khác. Ta hiểu. Đã lâu rồi ngươi không gặp bè bạn chứ gì. Đã lâu rồi ngươi không tham dự họp trong võ lâm đó mà. Thôi về đi, ta cho ngươi nghỉ phép. Ngươi đi gặp bạn bè cũ.
chơi đã rồi thì trở về đây để làm nước trồng gáo nha. Được, vậy thì đợi ta. Ngươi phải mau trở về đó. Được. Chuyện chiêu này đã không qua lại trên giang hồ mười mấy năm rồi, bây giờ xuất hiện chắc mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ta Phi Thiên Độc Nhện Thượng Thất Đảm, một mình ta đột nhập vào trong Khai Phong phủ, tay cầm cây đao dài tới hai thước. Biết ta đấu với ai không? Là đệ nhất cao thủ thuộc hạ của Bao Văn Tỉnh phủ Khai Phong Nam Hiệp Triển Chiêu. Tại đường lớn của Khai Phong đã đánh nhau liên tiếp tất cả là 300 hiệp. Wow, nó láo gì cha nội, 300 rồi. Hiệp à? Láo đồng hiệp đây. Đúng, đây à. Láo quá. Nghe ta nói đây, lúc đó họ đã qua nửa đêm rồi. Ta đứng đường lớn của phủ Khai Phong trên nóc nhà của tiệm đối diện để mà đánh nhau, cho nên đâu có ai có thể thấy được, phải không? Ai sao vừa tới cha nội. Ê, lúc đó đêm 30 mà đốt pháo như vậy, ngoài đường đầy người. Vậy xin hỏi vị đại huynh này, sao lại nói là không có ai vậy hả? Ê, ngươi từ đâu tới? Sao cái mặt lạ quắc lạ quơ vậy? Nè, ngươi tên là gì hả? Tới đây để làm cái gì? Nói mau lên, nói đi, hả? Tại hạ là Lão Nhân Giáp. Lão Nhân Giáp? Tránh quang bên đây, miệng còn hôi sữa. Hắn đã nói láo. Thường đại ca, anh lại nói láo đó rồi. Ê, đứa nào? Ta làm gì có tới 300 hiệp chứ, chỉ có trăm mấy hiệp thôi. Thì Triển Chiêu đã bị anh đánh tới rớt kiếm rồi. Đêm đó ta đã nhìn thấy rất rõ. Đó, thấy chưa? Bạch huynh đệ cũng đã thấy rõ rồi. Lần này nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, không nhận dỗi cũng không được đâu. Hả? Ê, tránh quan bên đi, tránh quan. Hôm nay là đại hội võ lâm, tại sao lại nhắc tới ông lão Triển Chiêu làm gì? Lão bản. Dạ. Yeah. Hôm nay tất cả rượu cho ta đãi, không say đừng có về. Cái tên hầm không đậu Bạch Ngọc Đường này là nhân vật số 1 của đương kim võ lâm đó. Nhân vật số 1. Ôi trời ơi. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng như vậy là không cần trả nợ. Tôi mượn của ngài 5 lượng, đã trả từ lâu rồi mà. Ngươi có biết ta là ai hay không? Hả? Nghe đây. Bổn thiếu gia là con trai của đương kim bàn thái sư đó. Ai dám ám toán ta? Đường cướp của hầu gia quả thiệt là lợi hại. Quá kẹt. Nếu không muốn cái chân gác lại lỗ tai suốt đời, 50 lượng đó ta trả lại cho ngài. Cầm 50 lượng sợ không có đàn bà hay sao? Nghi Hồng Diện đang giảm giá để kiếm khách. Được. Người nói rất là đúng. Đã đoán ra được là tối nay Bạch Ngọc Đường sẽ tới phủ thái sư. Ta còn tưởng là chỉ có mình ta đoán được thôi. Bây giờ trên giang hồ thiệt là thính tai, cho một sâu. Có ai muốn ăn kẹo hay không? Kẹo ngọt đây.
kẹo ngọt đây. Ê, ê, người mới tới hả? Làm gì? Cô lớn tiếng quá. Coi phía dưới kìa, có thấy không hả? Rút cái chân lên. Có thấy không? Có thấy không? Cái gì đây? Đây là cái lá. Nó để chỗ này là để dành chỗ ngồi. Tránh qua. Nhanh lên. Cái đồ mất dịch. Tết xài của cha biết bao nhiêu tiền rồi. Cha, con đâu có xài tiền của cha đâu. Cha, hôm nay con cho dây lời được 50 lượng nè. Còn nói nữa. Lần nào ta cho dây thì cũng là lời mấy chục lượng. Con chỉ thâu được có 50 lượng là đã kêu ngạo rồi hả? Cha nói cho con biết, những chuyện làm bất chánh, nếu mà làm phải làm cho tận cùng. Cha đã nói cha giỏi hơn con mà. Con chỉ thu được 50 lượng đã cảm thấy giỏi lắm sao hả? Đơn báo giá đã gửi tới chưa? Dạ có, con có đem theo nè. Cha coi. Cha thì không ngờ cái đầu của Bao Tịnh chỉ có đáng giá 300 lượng thôi. Khốn nạn thiệt tình. Ở đây coi cho kỹ đi. Ta lại giết đi Dương Triều Mã Hán, Tương Long Triệu Hổ thì có tới 8000 lượng. Giết được Tiễn Chiêu thêm 10 vạn lượng. Nếu như ta ra tới 1 vạn 8000 lượng thì là cái đầu của Bao Công cũng tặng luôn cho đó. Như vậy mà ngươi cũng coi không hiểu hả? Cha, con làm sao mà hiểu cho nổi. Con đâu có biết chữ. Bộ cha không biết sao? Cái tầng khốn nạn này. Sao đánh hoài vậy? Trên lầu bị cháy. Lửa cháy càng lúc càng to. Gần cháy tới tay xương rồi. Cháy đâu 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 đâu. Bị lấy trước cũng tại cái thằng khốn nạn này thôi. Cha, tại sao đánh con? Tại sao đánh con hoài vậy? Bạch anh hùng, là bên này. Bạch anh hùng, tất cả ngân lượng đều ở chỗ này, nhưng phải nhớ kỹ, Hà Bắc hàng hán thất mùa. Ngày mai ta sẽ đem ngân lượng này tới đó. Cáo từ. Lão nhân giáp. Vĩnh viễn mình là huynh đệ tốt. Ừ. Lên. Vĩnh viễn là huynh đệ tốt. Trời lạnh vậy ông cầm quạt làm gì? Đổ gió. Hơ, chuyện gì cũng không thể nhìn bề ngoài đâu. Đúng vậy. Quốc công công, không biết hoàng thượng đã thức dậy chưa? Không cần hỏi, hôm nay hoàng thượng không có tiếp kiến đâu. Bao Chuẩn có điều cần cầu kiến. Đi về đi. Đứng lại. Bao đại nhân, có cần tôi? Ê, không nên. Ta là tổng quản thái giám nè, có bản lãnh thì đánh ta đi. Nè, đừng. Bao đại nhân. Kính chào Dương gia. Đã lâu không gặp, khỏe không? Xin nhận một lễ của bổn Dương. Đường đường là Dương gia, Bao Chuẩn này không dám nhận đâu. Nhận được. Đường kim thiên hạ, nếu không có Bao đại nhân chủ trì công đạo thì thiên hạ đại loạn hết rồi. Hả? Công tôn tiên sinh, triển hội vệ. Dương gia. Bao đại nhân, còn nhớ người mũi của ta Nguyệt Quê không? Xin chào Nguyệt Quê cô nương. Xin chào Bao đại nhân. Bao đại nhân, ta nghe Trần Công Công nói hôm nay có người gây khó dễ cho ông. Ta cố tình tới đây để mở đường cho ông. Làm phiền Dương gia. Tham kiến Dương gia. Quốc Công Công, hoàng thượng ở đâu? Dạ, hoàng thượng đang ở bên trong.
Bao đại nhân mời. Dương gia. Bởi vì bữa hôm nay hoàng thượng không tiếp khách đâu. Cái gì? Ngay cả bổn vương muốn gặp hoàng thượng ngươi cũng cản? Vì thần chỉ là tổng quản thái giám do hoàng hậu sai tới thôi. Cho nên việc gì cũng phải quản lý hết. Có chuyện gì? Ngươi có tin rằng bây giờ ta bóp cổ người chết hoàng hậu cũng không dám lên tiếng không? Bao đại nhân, cũng là cái kiểu này. Hoàng thượng, thần khấu kiến hoàng thượng. Bao chuẩn. Khấu kiến hoàng thượng. Ê, chúng khanh gia bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Trần Lâm to gan, ngươi không biết hoàng thượng đang nghe nhạc hay sao? Dám dẫn cả đám người thừa đến đây, muốn bỏ mạng hả? Thiệt là tức chết. Có phải muốn vô đây phá đám hay không? Hoàng hậu, nếu chỉ vậy mà coi là phá đám thì coi như bổn vương phá đám đi. Bao đại nhân có việc cần khấu kiến hoàng thượng nên mới đem vào, mong hoàng thượng tha cho tội này. Đừng có nên nói như vậy. Bao khanh gia có chuyện cần cho nên mới nóng lòng thôi. Miễn tội. Tạ ơn hoàng thượng. Bao khanh gia có chuyện gì phải cần tấu? Khải tấu hoàng thượng. Thuộc hạ của di thần Triển Chiều đêm qua trong phủ của thái sư ngẫu nhiên nghe được cha con của thái sư đàm luận dùng hắc kim để mua thủ cấp của di thần. Hoàng thượng minh giám, tiểu nhân tận tâm báo quốc. Hoàng hậu là con gái ruột của thần. Thần làm gì mà dám có lòng mưu hại mệnh quan triều đình. Triển hộ vệ đã nhặt được đơn báo giá đầu người của bàn thái sư. Đại nghịch bất đạo. Nếu như thần có lòng mưu hại mệnh quan của triều đình thì đương nhiên là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà thần cai quản hết kinh tế của toàn quốc thì đương nhiên phải hiểu rõ ràng hoàn toàn tất cả giá của mọi việc. Cho nên kiếm ra được một tấm đơn báo giá để tiện việc tham khảo. Vậy cũng đúng, báo giá thôi đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà không có tên của trẫm ở chỗ này thì hơi đại nghịch bất đạo một chút. Chỉ với một tấm đơn báo gió thì muốn hại cha của ta. Bao Tịnh, người làm như vậy là có ý gì? Đôi bên đều nóng nảy như vậy thì bàn thảo một chút đi. Trẫm có một cái bồn ô kim tổ truyền. Nếu mà quỷ một cái thì biết được quá khứ và tương lai. Bao Tịnh, Sơn Tương Dương, theo trẫm đi coi. Quỷ lên, quỷ coi, quỷ coi. Bao khanh gia, ngươi là đương cuộc phải quậy đi. Làm sao đây hoàng thượng? Làm cái gì nữa, đừng có làm. Khanh không có làm lại hoàng hậu đâu. Nhưng mà bà muốn làm cái đầu của hạ thần. Bây giờ thái sư là cha ruột của hoàng hậu mà. Khanh làm bà thì làm luôn tới trẫm thôi. Khanh thì mấy tháng mới gặp hoàng hậu một lần, còn trẫm thì đêm nào cũng đối diện với bà. Hoàng thượng cũng quậy đi. Vậy thì quậy đi. Bộ khanh muốn làm cho trẫm không ngủ được sao? Thái sư đòi giết khanh, vậy thì từ nay ra vào phải cẩn thận một chút. Thế như trẫm đã quậy lúc nãy giờ thì đã quậy ra chuyện rồi. Là như vậy, tối hôm qua Triển Chiêu đi ngang qua phủ thái sư đã lượm được đơn báo giá. Nhưng mà là một người thật thà nên đã trình giấy đó ra, đúng là người tốt. Hắc à, hy vọng từ đây các người học tính của Triển hội vệ. Có hiểu hay không? Tiếp tục nghe nhạc. Nghe nhạc cái bộ là không hấp dẫn đâu. Nghe nói là nam hiệp Triển Chiêu kiếm pháp phi phàm. Vậy thì biểu diễn dài đường đi. Khai bẩm hoàng thượng, di thần có thể hát nhạc để thay thế không đây? Ai thích nghe người hát? Này, hoàng hậu, khiêu vũ thì ta rành nhất đó, để ta. Tao muốn coi Triển Chiêu.
Bao chuẩn, lên tiếng đi. Thì ra Triển Chiêu chỉ là một thằng hề. Kim Pháp, coi bộ nhất là phải thưởng mới được. Thì phong làm ngự mau đi. Cấp quan phong thứ, bậc làm ngự tiền thị vệ. Tạ ơn hoàng thượng. Không giữ ý hả? Sao lại không cười? Cảm ơn nhiều. Công Tôn Huynh, ta hình như bị thương rồi đó. Hoàng thượng gia làm hoàng thượng giảm thuế, giảm thuế, giảm giảm thuế. Hình như ở gần đây có một nơi kêu là Nghi Hồng Viện, không có xa gì mấy. Hiếm khi mình có đủ mặt như vậy, hay là tối nay tới đó tham quan nha. Hoàng thượng ngài có cần truyền thái y không vậy? Bộ thái y cũng là người đồng đạo hay sao? Vậy hãy mau truyền hắn tới đi. Yêu qua chi địa bệnh bất độc hoành hành, tiểu nhân muốn kêu thái y chuẩn bị trước thôi. Chuyên môn làm cho người ta mất vui. Đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi kìa. Lui ra. Ta có kế hoạch này, nghĩa là muốn đối phó với thái sư. Vì đâu có ai đoán được là ta, người và Bao Tịnh cũng đến Nhi Hồng Viện. Mình có thể hội họp một cách rất là bí mật, có phải hay không? Ta cũng đâu có muốn đi đâu. Hoàng thượng anh minh, nhẫn nhục vì đại cuộc. Khanh gia đã cực khổ quá rồi. Vậy thì uống đi. Uống xong rồi mình đi nha. Hoàng thượng, 3 tháng trước Nghi Hồng Viện đã bị thần đóng cửa. Không mở chi nhánh khác sao? Cự khuyết khi lọt vào trong tay của ta thì tự nhiên bị mất đi hào quang. Nè, ngửi thử coi có gì đặc biệt không đây? Có ngửi ra không hả? Nguyệt Quê, có nghe được âm thanh của cự khuyết hay không? Có cảm giác của sự bất đắc dĩ? Cự khuyết làm sao có thể so sánh được với trảm lô thần kiếm của Nguyệt Quê cô nương đây chứ? Chỉ là một cây kiếm cũ, Triển đại ca quá khen. Kiếm là một quân tử trong ngành binh khí, và trảm lô thần kiếm so với cây kiếm khác không có gì phân biệt, nhưng mà nhẹ như giấy, mỏng như tờ. Thì không ngờ trong hàng ngũ của nam nhi quân tử ta lại kiếm ra được một yểu điều thục nữ. Nếu như Triển đại ca thấy thích thì cứ lấy đi. Có thiệt không đấy? Không phải đâu. Triển hộ vệ à, hôm nay Tề Bổn Vương đem kiếm ra để làm lễ kiếm ở đây. Triển đại hiệp cứ việc lấy, nhưng mà kiếm của Nguyệt Quê thì không thể nào lấy được. Xin lỗi Dương huynh, tặng quà về hạ tiện quá vậy, không giống tính của người đó. Hoàng thượng không có biết đâu thôi.
cây trảm bảo kiếm này là tài sản hồi môn của Nguyệt Quê. Ngoài trừ gặp ý trung nhân thì tặng cây kiếm này để làm quà đính hôn đó, có biết không vậy hoàng thượng? Đúng rồi, cầm đi. Hào nữ gặp được tri phấn khách. Hả? Hoàng thượng. Ờ, trẫm đã nói sai rồi. Phải nói là yểu điệu tục nữ, quân tử háo cầu. Triển hồi về. Hay là làm theo ý của bổn vương đi, lựa một thanh kiếm ở đây. Ca ca, đã nói là binh kiếm tặng anh hùng. Nếu hôm nay trẫm lưu bảo kiếm gặp được chủ nhân thực sự, nếu như Triển đại ca chịu dùng cửu khuyết để trao đổi, vậy có là của hồi môn hay không, cô không thành vấn đề. Wow, thiệt đáng quý Nguyệt Quê đại lượng quá. Triển hồi vệ, nam nhi đại trượng phu, không nên quá khiêm tốn làm gì. Phải đó, nếu hoàng thượng nói như vậy thì Triển hồi vệ. Vậy thì đa tạ Nguyệt Quê cô nương. Chuyện lớn rồi, hoàng thượng đã phong Triển Chiêu làm ngự mao. Vậy lão thử của ngươi không lâu sẽ gặp phiền phức. Ủa, hiền đệ, sao sáng sớm đã ôm Khúc Kỳ đứng đó vậy? Khúc Kỳ này cái là thần hoàng đại nhất pháo, còn có tên là quân thiên tự pháo. Cái tên mới nhất của em đó, anh coi thân của nó kìa, mập mập tròn quay. Một lát được bắn một phát ra thì tất cả những hình nhân ở phía trước mặt này sẽ bị rớt xuống hết. Bắn trúng cái mặt bèo của hắn thì em cảm thấy dùi dữ lắm. Wow, nói như vậy thì Triển Chiêu sẽ chết chắc. Khẳng định là chết chắc rồi. Cái thằng mập này. Thằng mắt nhìn. Coi đi, nói rớt hết. Tại sao không rớt vậy? Coi đi. Tại sao vậy hả? Không đâu, pháo mạnh lắm. Chúng ta đi kiếm Triển Chiêu. Cái chức ngự mao này do hoàng đế nghĩ ra thôi, không có liên hệ tới Triển Chiêu đâu, có phải không? Đúng rồi. Đi phá ông vua cũng tốt lắm. Mình cũng đi. Phải cùng đi. Chưa chết hả? Chưa chết. Vậy uống đi. Được, uống rượu. Ta đi lấy vũ khí. Wow, thơm thiệt Thơm thiệt. Nè, một lát có bò kéo bò, có trâu thì kéo trâu nha. Mộc thì thần sao thì lên được. Bây giờ sao hả? Nè, có cái loại thuốc này không mùi, không vị, không màu sắc. Một lát nữa làm cho ổng quay mòng mòng chơi. Đúng rồi, đưa đây. Ây da, để chỗ ngủ muội rồi, một lát hỏi cổ lấy. Đã từng nói với mày, đừng giao thuốc tầm bậy cho ngủ muội mà. Ây da. Xỉu hết rồi làm sao đi? Anh cũng không đi. Có. Ông đừng có tối ngày có lo việc quốc gia đại sự. Làm ơn mau nghĩ kế giùm cho tôi đi. Nè. Được. Coi chừng nóng nha. Đã nhắc nhở ông rồi. Nè, ngươi, Nguyệt Quê cô nương, ta, hoàng thượng, cộng thêm Sương Thương Dương, cùng nhau đối phó bàn thái sư. Quả nhiên là thần cơ diệu đoán, không uổng Triển Chiêu này theo ông mười mấy năm. Nhưng ngươi phải chịu khổ một chút. Đừng có nói như vậy. Ba đại nhân. Hả? Cứu tôi với. Ba đại nhân, Trần Công Công gặp nạn. Từ từ nói. Nô tài nghe được, họ đòi giết Trần Công Công. Nô tài bị phát giác, mau là chạy nhanh để thoát thân. Sợ tối nay họ sẽ đối phó với Trần Công Công. Nó nói cái gì? Hắn nói Trần Công Công gặp nạn. Nếu vậy. Có thích khách. Cẩn thận. Thiệt là tức chết. Hả? Có thơ nè. Mạo muội mượn đỡ tam bảo của Khai Phong phủ dùng, cẩm mau thử. Ta
Tam Bảo gặp nạn. Trường Long đi coi mau. Đừng có coi. À, Tam Bảo vẫn còn ở đây. Ây da. Bao đại nhân, tiểu nhân thì vô dụng. Không liên can tới người, Kim Mao Thử thật là lợi hại. Thật ra Cẩm Mao Thử không biết là Tam Bảo để chỗ nào, tại vì ổng cho người đi coi thì hắn mới biết chỗ thôi. Không phải, cái chiều này gọi là ném đá dò đường đó. Cái tên Kim Mao Thử này, ta đã từng gặp Kim Mao Thử. Cái dù Tam Bảo để ta lấy lại cho. Được, hãy giải quyết Kim Mao Thử rồi vào cung trùng hội ngộ với ta. Tuân lệnh. Bạch huynh đệ. Thì ra là lão nhân giáp. Hôm nay người tới thì là đúng lúc. Vậy sao? Vậy người đoán coi. Ta cho người coi cái này. Phủ Khai Phong và trọng được. Ta là tiễn bộ đầu của Phủ Khai Phong. Người chính là Ngự Mao. Xin lỗi đã gạt huynh mấy lâu. Bây giờ người đã bị bắt, đừng phản kháng vô ích. Tam Bảo thì ở trước mặt của người, có bản lãnh thì lấy đi. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải đối thủ của ta. Chịu thua đi. Làm gì đây? Đề tiện. Ta đề tiện, ta còn chưa rút kiếm mà. Giết hắn đi. Đang đợi hả? Giờ chúng ta đang đợi sát thủ ở Lợi Quốc An. Lúc mà hắn gây bất lợi cho Trần Công Công, mình có thể bắt được quả tàng. Không cần chứ hả? Bắt cướp phải bắt đầu não, thì để cho ta khống chế Quốc An trước đi. Không được. Có thích khách hả? Thật ra thì ai đã giết Quốc An hả? Đừng có ngó ta. Ta đứng chung với các người đâu mà. Vậy trước khi đó, ngươi còn hỏi. Ta sợ kinh động đến hoàng thượng. Như vậy thì kêu ta hả? Nè, đừng có giả bộ tiếng của hoàng thượng nha. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bao Tịnh, ở chỗ này là chỗ nào? Ngay chỗ của ta. Mà cũng không muốn gặp ta. Coi ta là hôn quân hả? Đứng dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ là điều tra hung án là trách nhiệm của vi thần. Lâu nay hoàng thượng anh minh thần võ, nếu chuyện này để cho hoàng thượng biết được, vậy hoàng thượng sẽ điều tra, đâm ra vi thần sẽ... Khéo nói chuyện quá. Vậy mà Khanh cũng nói thông được. Bao Tịnh dạo này đạo làm quan của Khanh hình như sâu sắc hơn nhiều. Ta cho ngươi coi cái này đi. Làm hoàng quá giả tạo thì khâm phục.
Coi đi, muốn làm thì đi làm, bắt vật phải bắt đầu não trước. Cầm mau thử có gì đặc biệt hay không. Thiệt là khéo lắm. Chị nói tầm bậy. Cái tình cảm mau thử này có thể viết chữ trên tường thành cao cả 10 trượng. Khinh công của hắn thật là đáng ngại. Nếu như mà kiếm được hắn về để mà giúp tay thì sau này đối phó với thái sư sẽ thêm phần lực lượng. Nè, Cẩm gia hạn cho các kênh truy nã Cẩm Mao thử toàn quốc. 20 ngày sau phải bắt hắn trở về đây. 20 ngày? À, nói lộn rồi, 10 ngày thôi. Xin lỗi, nói lộn, 10 ngày thôi. Triển hộ vệ, nơi này chỉ có người biết Cẩm Mao thử, vậy thì hãy lợi dụng cho xứng đáng 10 ngày này đó nha. Nè, ở đây chỉ có Triển hộ vệ mới gặp qua Cẩm Mao thử thôi, vậy mời Triển hộ vệ phát họa chân dung của hắn đi. Được. Đấy, cần gì phải nhìn, người này nhất định là tham quan rồi. Coi cặp mắt của hắn nè, không lớn không nhỏ thì có thần lắm ha. Cặp chân mày của hắn ít nhưng đậm đen rất là rõ nét. Cái này kêu là mày thanh. Còn cái mũi của hắn kìa, thẳng rồi tuột xuống, đầu mũi lại to. Ta thích cái miệng của hắn như là trái đào. Đúng là nam thanh tướng nữ. Là ngủ mũi đó. Đúng rồi, sao đây? Ngủ mũi đó. Làm sao đây? Thì lấy pháo bông báo động. Để tôi. Wow, kỳ pháo bông này bà đẹp quá. Có thiệt hay không? Sao lại bắn pháo bông ở tại chỗ này cho? Kìa, ngủ mũi tới rồi kìa. Mình hiếm khi tới phủ Khai Phong. Theo tác phong lâu nay chơi càng lớn càng tốt. Tối nay chúng ta đại náo Đông Kinh. Đại náo khi nào? Đại náo kiểu này nè. Đông Kinh, hãy đứng lại đó. Được, thì lớn tiếng một chút, thêm lần nữa. Không được, nói nhỏ một chút. Đông Kinh, ngươi hãy đứng lại cho ta đi. Lên. Mau vô. Mau. Ngủ mũi thiệt là, lần nào trời lạnh cũng không chịu đến. Chỉ dụ mình đến thôi à. Mau viết đại vài chữ rồi chê. Được, là nét chữ cuối cùng, xong xuôi. Em viết như vậy từ nay họ không sợ mình nữa được đây. Nếu không thì sao? Thấy chưa, dữ hơn nhiều. Phải ha, thiệt dữ hơn nhiều. Ây da, viết chữ đại không để làm gì. Đáng lẽ phải viết thêm cái câu Triển Chiêu là chó ăn cất. Đưa đây. Làm như giỏi lắm vậy. Chữ Triển Chiêu viết sao hả? Để tôi dạy anh viết. Hắn bế kè thì hỏi hắn đi. Đúng vậy. Chê, chỉ có mình hắn thôi, đâu cần sợ. Ê, đừng có đánh cái đầu của tôi. Chê, em không tin đâu. Các người đêm khuya đại náo Khai Phong phủ, tội đáng chết. Cổ đầu đâu? Bao đại nhân, tôi không đáng chết. Bạch Ngọc Đường, gây chuyện trong dương phủ của chúng tôi, người xử trí ra sao? Khoan đã, thằng em của tôi. Hắn đang cấp kỳ kiếm cử khuyết của ta, là do Triển đại ca tặng cho ta. Ấy, đâu có. Bạch huynh đệ không có làm gì đâu. Anh coi. Bá đại nhân, ông coi đi. Xin mượn cây kiếm để dùng. Nếu muốn lấy lại, sai ngự mau Triển Chiêu tới hầm không đáo Cảm Mau thử. Triển hộ vệ, dạ. Ngươi có chịu đến hầm không đáo một lần hay không? Tiên chức tình nguyện. Bà đại nhân, ta cũng muốn đi. Đến hầm không đảo phi thường nguy hiểm, đào kiếm khắp nơi. Ê, bà đại nhân, tuy nhị mũi của ta rất đoan trang và đại cát, nhưng mà nó cơ trí hơn người. Triển hội vệ, hãy cho nó đi theo để mở rộng kiến thức đi.
cẩn thận nha, chỗ này có nhiều cơ quan lắm. Tất cả đều do ta làm đó. Vậy sao? Nè, cảm ơn người quan tâm. Cái gì anh cũng giúp chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng đó. Nè, giờ này ngủ đệ hay hà độc dược lắm, hay là mỗi người mình uống viên thuốc dạy trước đi, lỡ như giống lần trước thì sao chứ, phải không? Ê, cười ta. Phải, đúng vậy. Cảm thấy sao hả? Thuốc mát lắm. Ấy, Nguyệt Quê cô nương đã kêu cô thường ngày đừng có ăn uống tầm bậy tầm bạ đó mà khiến cho ta Nguyệt Quê cô nương không cần sợ, Bạch Quý Đệ là người quang minh chánh đại, sẽ không phá đàn bà của ta đâu. Người có tin hôm nay ta quấy nhiễu người đàn bà của người không? Bây giờ ta rạch nắp mặt của cô trước. Tham kiến ngũ gia. Tham kiến cái gì? Không thấy ta đang làm việc hay sao? Chiêu Yên bức bệnh thái tế, xin ra mắt Bạch đại hiệp. Ta kêu người xếp hàng. Tiểu nhân phụng mệnh của chủ nhân đến mời Bạch đại hiệp gia nhập vào Chiêu Yên quốc của chúng tôi cùng gây dựng đại sự. Xin hiến bệnh nhân 50 vạn lượng. Người có nghe ta kêu người xếp hàng không hả? Và còn đây là một hoàng hoa khuê nữ. Cũng rất xứng khẩu vị của ta. Chủ nhân của người tên gì? Tha lỗi cho tiểu nhân không thể bẩm báo. Chủ nhân kêu tôi nói với đại hiệp rằng ngài rất khâm phục các lần đại náo Đông Kinh vào gần đây. Chỉ cần đại hiệp có thể gia nhập vào Chiêu Yên quốc của chúng tôi để cùng nhau đối phó Khai Phong phủ thì đã trở thành khai quốc công thần của chúng tôi rồi. Ủa, muốn tạo phản hả? Để ta lo tên Ngựa Mao rồi mới nói với ngươi. Ê, bà đại hiệp, nói thêm câu nữa ta cho ngươi đi đời. Ê, vậy cùng tôi ăn bài tôi thế nào? Ê, để anh ngồi xuống. Cô có chân có tay mà. Cái cửa ở đằng trước kia chắc cô biết đi ra chứ. Cười cái gì? Chuyện đại ca rất cảm mộ công tử tánh tình trung thực, không hổ danh là hảo hán. Nếu cải tạo quy chánh, nhất định sau này sẽ gây dựng được sự nghiệp. Chiêu Yên quốc công khai chiêu mộ tất cả nhân sĩ võ lâm một lòng tạo phản. Bạch huynh đệ, nếu như người có lòng quay về đường chánh thì hãy sát cánh với chúng tôi. Người hãy tự lo cho mình trước thì tốt hơn. Kỳ hẹn hoàng thượng cho người đi bắt ta chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Ồ, ta tuyệt đối hy vọng trong 3 ngày có thể cảm động được người tự theo ta về phủ Khai Phong. Đi ngủ. Chuyện đề ca, bây giờ mình phải làm sao? Tánh tình của Bạch huynh đệ, hắn vốn là người tốt. Chúng ta hãy cho hắn một chút thời gian đi. Đoán sai đâu. Sao không ngủ mà đi tập chim? À không, mấy con chim mập như vậy mà còn bay nổi. Em dám nói, mai mốt em cũng sẽ bay lên trời. Sao dám nói vậy? Bởi vì con chuột cũng có thể yêu con mèo. Tại sao em lại không thể bay lên trời chứ? Khẳng định. Rất khẳng định. Tại sao lại khẳng định? Không biết. Chuyện đại ca, hết chuyện rồi. Chuyện đại hiệp,
cây kiếm trả lại cho cô. Ta theo ngươi đi về. Thì cảm ơn bạch huynh đệ. Khải tấu hoàng thượng, cảm mau thử của hầm không đảo đã bị bắt đưa về đây. Trình lên. Trành ngũ thở. Hầm không đảo mẫu tử đã bị hoàng thượng. Ai là cảm mau thử? Dân nữ Bạch Ngọc Đường tham kiến hoàng thượng. Ngũ thở, thiệt là hiếm có. Các ngươi đã tự quy hàng, tận trung với triều đình. Trẫm phong Bạch Ngọc Đường làm tứ phẩm đại đao hộ vệ, còn các tứ phẩm lục phẩm cao vệ tận trung với khai phong. Hả? À, được rồi. Tạo hoàng thượng. À, kiển hộ vệ. Dạ có thần. Khanh bệnh tật lập công, trẫm phong cho khanh nhị phẩm. Tạ ơn hoàng thượng. Nguyệt Quế cô nương, cô cũng từng có công lao, cô có yêu cầu gì? Nguyệt Quế cô nương đã từng giàu sanh ra tử cùng với Triển Chiêu, ngày đó cũng đã từng trao đổi quà tặng đến hồn, vì thanh cử quyết đã trao đổi với Cam Lộ. Ta nghĩ là không có nên kéo dài hôn lễ nữa. Tiễn hồi về chắc là khanh không từ chối chứ hả? Dạ không. Ồ, vậy được rồi. Mùng 1 tháng 1 đúng là cách nhật, ta giao Sương Thương Dương tổ chức phải long trọng một chút. Thần tuân chỉ. Tạ ơn hoàng thượng. Bãi triều. Hơ, bạch huynh đệ, thì ra ngươi là con gái, ta thiệt nhìn không ra. Vậy mà lúc ở trà lầu ta lại... Ê, quê quê cô nương, chúc mừng cô. Cảm chúc ơn. Mừng. Cảm chúc ơn. Mừng. Cảm ơn. Chúc mừng. Hay để bị chức hỏi ngài một điều. Cứ hỏi. Mỗi một buổi sáng khi vừa rời khỏi giường, thì ngài sẽ làm cái gì trước? Ngồi dậy ngáp, rồi đứng dậy. Không phải. Không phải. Thăng đường. Cũng không phải. Vậy cho ta làm cái gì? Mở to con mắt. Triển hồ vệ, triển hồ vệ. Rốt cuộc ta đã tìm được ra một người còn vô tự hơn ta nữa đó. Quốc thái dân an. Bao đại nhân. Nè, bao đại nhân, nghe coi. Gì đây? Đại cát cát, đại cát lợi. Nếu như tất cả đều có hứng thú như vậy, để tiễn mổ này biểu diễn thư pháp nha. Bạch cô nương đã dạy cho ta một tuyệt kỹ của hầm không đảo. Có được hay không? Được. Thiệt được hả? Được. Có lạnh không? Lạnh lắm. Đã nấu canh cho anh ăn nè, vào trong ăn đi. Được, vào trong trước đi. Các người coi cổ kìa, nam nữ thò thò bất thân mà, vừa hết bên này tới bên kia, đâu có ra cái giống gì nữa chứ. Ngự Mao xin chào. Nè, cái gì Ngự Mao đi? Dù sao ta là cấp trên nữa. Chào Mao cấp trên. Nè, có phải muốn chơi trò đổi ngược không đây? Đã gái giả trai còn đổi ngược cái mẫu.
Bạch Ngọc Đường cơ trí hơn người, động tác nhanh nhẹn, thân thủ lại cổ quái linh hoạt. Thời gian mà ta bên cạnh cổ thiệt là vui vẻ lắm. Cũng đúng. Nhưng cổ là thân con gái, lại không biết cái gì gọi là khép nép. Tối ngày cứ chơi với cái đám đàn ông coi huynh đệ giống như là tỉ muội vậy. Ông nghĩ coi, nếu có đàn ông nào cưới cổ thì thiệt là... Nguyệt Quê là cô gái tốt. Phải. Cổ gia tài vạn quan, lại biết lễ phép hiền lương thục đức. Đích thực là như vậy. Phải không? Hột gà cũng là trứng, hột vịt cũng là trứng. Nếu không lựa hột gà thì lựa hột vịt. Cũng là cái câu này. Không được hả? Không phải. Thì cũng giống nhau mà. Không được, không được đâu. Không được, cho chọn lựa khác đi. Ê, phá án thì ta biết phá. Đàn bà thì đừng có nên hỏi ta. Ta chỉ biết một điều. Nếu như bội hôn á, thì phạm tội khi quân. Ta hiểu. Nhưng mà nếu như được tự đó thì lại là... Hột gà cũng là trứng hột nha. Nè, từ ngày hôm nay cho đến ngày giảm hỏi và hôn lễ, hai người không thể gặp mặt nhau. Nếu như có chuyện gì thì cứ nói mau. Bao đại nhân, mời. Khó mà quên quá khứ, khó mà nói đúng hay sai. Những ngày gian khổ có nhau là hạnh phúc nhất. Không tin sẽ được yên tĩnh. Tình ý này trả lại cho ai? Tình ý này trả lại cho ai? Cái câu này nghe rất là hay. Trả lại cho ai đi? Chuyển chiêu mình có phải huynh đệ tốt không? Phải. Vậy để ta hỏi ngươi một câu. Được. Ngươi có yêu ta không? Nếu ta nói không yêu, ngươi có tin không đây? Đừng tránh né, trả lời đi. Vậy ngươi có không hả? Có. Đối diện với ngươi vĩnh viễn ta không nói láo. Cảm ơn tình yêu của cô. Cái câu đó là câu gì hả? Tiểu nhân vô dụng, chiêu nạp không được Bạch Ngọc Đường, còn bị truy nã khắp nơi, không thể trách người được. Là ta đã nhìn lầm Bạch Ngọc Đường. Được, việc của Bạch Ngọc Đường tạm thời đừng nói nữa. Nhưng mà chuyện của Chiêu Yên Quốc đã bị Triển Chiêu biết rồi, vậy sẽ rất bất lợi. Bởi vì muốn bảo vệ đại cuộc, nhất định phải tiên hạ thủ di cương. Đại nghiệp Chiêu Yên xuất sư hữu danh, đã bại hôn quân thiên hạ thái bình. Đại nghiệp Chiêu Yên xuất sư hữu danh, đã bại hôn quân thiên hạ thái bình. Bạch cô nương đâu? Bạch cô nương à, chắc là đến không được rồi. Thôi khởi hành. Hey, khởi hành. Khởi hành. Khởi hành. Xuất phát. Đi. Nè, ngủ muội có thể nào? Có thể. Có thể gì? Làm việc đàn bà thất tình tôi hay làm.
Thất tình thôi, đâu phải là thất thận. Có nói lắm. Bảo Trọng, rồi nhất sọc Hồng Trung. Ba tới trời, hỡi tới ngoài là do mẫu cho ba không chạy được tới rồi thì thiệt. Qua ai cũng đồng màu hết, ta rồi tới cuối cũng không có. Không sao, lần này thắng không được thì lần sau đừng có buồn. Phải không làm lớn thì làm nhỏ đi. Bởi vậy Triển đại ca có thể cưới Thư Thiếp mà. Đúng vậy. Thì cũng tại đàn bà làm mất giá trị của mình. Ta thích hắn là chuyện của ta, hắn không thích ta là chuyện của hắn. Thứ thiếp các bà, thứ thiếp ngồi chung lại với nhau để chia chồng hả? Thương thất đảm. Tại sao có cửa lớn không vào mà lại vào cửa này? Cô không biết sao, ngoài cửa lớn cũng có hai tên nhà sai. Cô biết thân phận của tôi mà. Tôi không thể vô cửa chánh cho nên phải trèo lên mái nhà. Mái nhà có rông nên bị té xuống đây. Thôi tạm biệt. Không phải. Tôi tới đây là để báo an đó. Cái tên Xương Thư Dương, hắn đã tạo phản. Hắn muốn đại tiệc hôm nay có mặt báo quan thì hắn sẽ... Người đừng có nói chơi nha. Đương nhiên không phải nói chơi. Nè, hắn đã mai long bào rồi. Tôi còn biết được Chiêu Yến, không phải, là Chiêu Yên Quốc, ở ngay trong dưới hầm, ở dưới Dương Phủ. Nè. Có địa đồ đó. Bạch cô nương. Đại nhân, hôn lễ ngày mai không thể đến dự. Xương Thư Dương tạo phản, đại tiện đã gả em gái thì sao lại muốn giết chết hết Trần Võ Bá Quan để tự xưng dương? Long bào đã bày sẵn rồi. Kế hay đó mà lại sâu sắc nữa. Đúng vậy, anh đã thường dạy em nói láo thì đừng có nói láo quá đáng mà. Dạng dứt báo ứng trở lại cho chúng ta thì phải làm sao đây? Bạch cô nương, chúng ta nói trước rồi. Cả người cũng không tin ta. Chỉ chịu cảm ơn thâm tình của cô. Công Tôn tiên sinh, quân đệ. Tại sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi cứ đi tới đi lui? Ê, đại ca, cái bản đồ này của ngươi viết bằng tay
Dĩ nhiên, bởi vì văn hóa của tôi rất là cao, địa đồ đương nhiên phải viết chứ. Nhưng quan trọng không biết vẽ. Tại sao đi không được vậy? Ê, tại cô không biết coi nên đi không được. Thật ra tôi có thể chỉ cho cô. Trước tiên, cô đi về phía bên tay trái khoảng 30 bước. Sau đó thì cô đi phía bên tay phải 30 bước. Trái, phải. Phải? Bộ cô không biết sao? Không phân biệt được à? Nhưng mà đừng có lo. Không sao, không sao. Hả? Đi đi. Nè, Bạch huynh đệ. Còn cái gì nữa? Không phải đi như vậy đâu. Phải đi như vậy nè. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, sáu bước, bảy bước, tám bước, chín, mười. Nè, cô định vô một mình hả? Hai người, ta và ngươi. Thôi đừng, theo như tôi nghĩ, có đem mấy trăm người vô đây cũng không có chắc ăn đâu. Tại vì cái chỗ này hả, cơ quan trùng trùng. Có thạch tam thái bảo. Tôi không thấy người nào vô trỏng mà có thể trở ra được. Ngươi thử qua chưa? Chưa. Sao ngươi lại biết? Nghe người ta nói. Các vị, chúng ta hãy cùng cạn ly. Ai đỡ đỡ đỡ. Quan thượng, ba đại nhân, hôm nay nhất định phải uống cho thật say, hả? Đương nhiên là trẫm phải say rồi, còn bao tịnh thì không thể say được. Dạ phải hoàng thượng, vì thần vì điều tra việc của Chiêu Uyên Quốc, cho nên đã ba đêm rồi, chưa có ngủ được giấc nào cả, vì thần thật không thể nào say được. Phải rồi. Lâu nay nghe nói bao đại nhân còn điều tra về việc của Chiêu Uyên Quốc. Điều tra lâu rồi mà vẫn không có tin tức. Có biết là mang tội gì không? Vì thần làm việc bất lực. Bất lực tội chết. Tội chết, chết vẫn còn mang tội. Ta thấy tội chết có thể miễn. Tục ngữ có câu, hoàng đế như vậy sẽ có một thần tử như vậy. Bao trưởng, ngươi đi theo tinh hung quân này, vậy đã khá lắm rồi. Sơn Thương Dương, ngươi nói chuyện cười không đáng tức cười chút nào hết vậy? Ai nói chơi với hoàng thượng? Thiên hạ này rơi vào tay một hung quân như ngươi thì ta còn có thể cười được sao? Sơn Thương Dương, trong rượu có độc. Chuyện đại ca. Người đâu? Đưa bọn họ lên đường, lùi ra chép. Cơ cơ, anh đừng có làm vậy. Hoàng thượng đối với mình của anh, đừng có làm như vậy. Cầm miệng lấy đi. Nếu như muốn giết, thì cứ giết em trước đi. Được. Nếu giết một vài trăm người để cứu hết thiên hạ, nếu như muốn chết, thì ta cũng không ngại. Cơ cơ. Nguyệt Quế cô nương, cảm ơn cô đã quan tâm. Sơn Thôn Dương, chúng ta là huynh đệ với nhau, khinh hận trẫm như vậy thì sao? Thôi khỏi cần giả bộ. Hai vị cảm thấy sao? Mệt lắm hả? Đương nhiên rồi, hai người không có uống thuốc giải độc của chúng tôi mà. Tuy là một cái bình nhỏ nhưng uống vô không những là giải được độc, thoa lên mặt còn có thể phòng được nứt da. Như đã nói, da người già thì càng nứt mau hơn. Vậy sao? Ở đâu có bán vậy hả? Ngoài chợ có bán thứ gì, chỉ ngươi mua không được thôi. Phản nghịch ra trong 10 tội nghiêm trọng, không những sẽ bị xử trảm, dòng họ cũng bị quạ lây. Sương Dương Thương, ngươi có biết tội mình chưa? Tính toán cẩn thận, nhưng ta quên tính toán với bọn tỉnh người.
Người đâu? Hộ giá! Hộ giá! Tiến đại ca, tiếp kiếm. Bao canh già. Quý trời, tự Di Thần tội thật đang chết. Mập ơi mập. Mập à, mày ở đâu vậy? Bao tỉnh à, dưới đó đông người như vậy, tiếng hồi diện có chống nổi hay không? Có cần giúp tay không? Không thành vấn đề, cứ nhìn xem đi. Các xã thủ, hãy giết tình vua chó ra đi. Sớm về sớm. Cảm ơn nhiều. Thank you.
Không lượng sức mình, thần tài tới. Thì chúc mừng thì đợi tới Tết đi. Có khẩu lệnh mà. Sao không viết trong địa đồ? Khẩu lệnh là bí mật. Quay. Người đâu? Cái chỗ này cơ quan trùng trùng. Bộ cô tưởng dẫn chơi hả? Nhớ cẩn thận nha. Bộ định làm gì hả? Ây à, hay là trở ra đi. Nè, ngoan ngoãn trở ra đi. Nè, trở ra ngoài này đi. Ngoan ngoãn nha, ra đây. Đừng. Bạch cô nương, đừng có lấy. Đừng, trở ra mau đi. Ra đây mau. Minh Thư ở đây nè, anh không tin tôi. Trở ra mau đi, trở ra mau, trở ra mau đi. Tôi đã tin cô từ lâu rồi. Chị chạy. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà chạy đâu có được. À, tới rồi, tới rồi. Nè 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 nè, là chỗ này. Được, hãy phá cửa vào. Không được đâu bao đại nhân, cửa này phải có khẩu lệnh mới mở được. Hay là gì, nói đại chúc mừng phát tài thì tự động cái cửa nó mở lên liền à, bởi vì trong này có cơ quan. Được 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 được. Ta biết là có một khẩu lệnh ở Tây Vực rất nổi tiếng, ta muốn nói thử. Dầu mè mở cửa. Không được. Ba đại nhân à, nổ nó đi. Ừ, đây cũng là một phương pháp hay. Là máu, là máu, là máu. Nói sai khẩu lệnh, phải trả lời rồi mới vào được. Được, cứ nói. Câu thứ nhất, từ hễ có bao nhiêu chữ? Có hai chữ. Năm người dùng chung một cái dù, không ai ướt hết. Ấy là tại vì trên trời đâu có mưa đâu. Tình trạng này có lẽ ở dưới cô suốt đời suốt kiếp. Tại anh làm gì vậy? Tôi còn có thể làm gì đây? Sao không đặt cho trúng chỗ chứ? Có tiền hay không? Đừng sợ. Em không sợ.
Ngu gì mà không biết canh tác? Vô ngu. Hát gì mà không có nước? Hát cạn. Bí gì vừa to vừa dài? Bí đau. Cửa gì mà không mở được? Cửa đá. Nếu đánh không lại thì bày ra trận gì? Trả lời bao. Ơi, còn đợi lát. Bà khác cho ta. Còn muốn trốn nữa hả? Này nè nè, con chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Lôi hết ra, lôi hết ra, mở lên, lôi hết ra. Đi ra ngoài, đi, đi, mở lên, ra ngoài. Còn trốn hả? Minh Thư Tạo Phản đã có ở đây. Sương Thương Dương, ông còn gì để nói nữa? Nếu như hoàng thượng cán chính yêu dân, tứ hải giang danh, thì ai dám tạo phản được chứ? Minh Thư đã viết rất hay. Mấy trăm đại thần văn võ đều ký tên nhập hội. Tạo phản là cách duy nhất của ta. Hoàng thượng, trẫm nghĩ là mình đã rất công minh, sẽ làm cho quốc gia thiên hạ được thái bình, nhân dân sẽ được an cư thịnh vượng. Nhưng mà không ngờ, đó là lý do mình làm cho hoàng huynh tạo phản. Thật ra trẫm nghĩ là cùng với hoàng huynh trị an thiên hạ. Sơn Thông Dương, hôm nay trẫm miễn tội chết cho người, đệ đi làm dân thường. Bẩm hoàng thượng, không thể tha cho người này được đâu. Không phải đó hoàng thượng. Tệ nhất là người mà còn nói nhiều làm gì. Đã biết từ sớm gia tài của người lên tới 179.504.000 lượng vàng, tất cả toàn bộ đều là tham ô đem về. Nhưng mà trẫm vẫn không nhẫn tâm giết người và cái đám tham ô. Nếu như không thì đâu có ngày hôm nay. Nếu mà phải giết thì ngươi là người đầu tiên. Ngươi ho cái gì? Mỗi tháng thì trừ của trẫm 100.000 tiền tiêu dùng. Hãy mau trả hết ra đây đi. Cô biết là tất cả đều là do thần tử của trẫm cực khổ lắm mới kiếm gì được. Ngươi làm gì mà có quyền để mà sai hả? Bà Phanh Gia, có thật. Có phải trẫm quá mềm lòng không? Hoàng thượng có tấm lòng đại lượng, ăn ở nhân hậu, đó là phước của tệ chức đó. Bình thân, trẫm cũng có lỗi. Nếu như trong lòng của mọi người có điều gì bất mãn, cứ nói ra đi, nói cho trẫm biết, đừng có chôn giấu ở trong lòng. Nhưng mà còn nếu xảy ra tham quan nữa thì sẽ giết không có tha, được chưa? Tốt, giết tham quan. Tốt, giết tham quan. Tốt, giết tham quan. Tốt. Hoàng thượng, xin hãy cho Cẩm Mao Thử được chết. Ngủ mũi, ngủ mũi, ngủ mũi. Cẩm Mao Thử đã chết ở dưới hầm Đoạn Lâm Thạch. Trên đời này không còn Cẩm Mao Thử nữa. Tiểu nữ chỉ muốn được lãng tích thiên nhai, phiêu du giang hồ. Nếu như Khanh Gia đã quyết định thì trẫm không có cản. Tạ ơn hoàng thượng.
Mình là huynh muội với nhau thì phải hiểu nhau. Ta cũng biết bây giờ cô đau khổ, cho nên ta có đặt bàn trước, kêu sẵn rượu và kêu sẵn đồ ăn để cho cô giải buồn đó. Cảm ơn huynh đệ. Là huynh muội nên như vậy mà, phải không? Nè, nếu như mọi người không có thèm cô, vậy thì tôi sẽ tìm cách giúp cho cô. Nè. Ê, nếu cho cô thêm một người nữa để lựa chọn. Ta là Triển Hồ Vệ của phủ Khai Phong, vĩnh viễn là huynh đệ tốt. Hoàng thượng, Di thần có điều muốn thỉnh cầu. Hoàng thượng, Nguyệt Quy cũng có điều thỉnh cầu. Trên đời này rất có nhiều đàn ông, nhưng mà một người như Triển đại ca thiệt là hiếm có. Tôi đã lớn rồi, nhưng làm gì có ước mở. Nguyệt Quy sợ sau này sẽ không chịu đựng nổi. Không phải bây giờ, đã không chịu đựng nổi. Cho nên xin được phép của Hoàng thượng giải trừ hôn ước của Nguyệt Quy và Triển đại ca. Cảm ơn lòng thương mến của Triển đại ca. Tôi lựa anh. Anh còn có tâm nguyện gì nữa? Hết rồi. Tháng giêng năm nay là một sự bắt đầu đặc biệt. Đặc biệt chính là một con chuột mà cũng đi yêu một con mèo.